Kênh Đất và Điện Tài Giải Phong Hòa xin mến chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Hiện tại em đang đứng đây là thuộc mặt tiền đường nhựa thông của xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha quý anh chị. Thì bên này là khu dân cư phân gia quý anh chị ha. Đó, thì hôm nay em có mặt tiền đường chính đây. Đó, ngang năm sâu hơn 30 quý anh chị ha. Đây, lô này nha quý anh chị. Đó, thì có 80 mét thổ cư rồi, hướng này là anh chị đi ra của mặt tiền quốc lộ 15 đi khoảng độ tầm 500 mét thôi quý anh chị ha. Rồi cách cái chợ Ngãi cũng khoảng độ tầm 500 mét nha quý anh chị. Đây, lô đất mình đây nha quý anh chị, hơn 30 mét quý anh chị ha, dung dứt. Cầu hướng này là anh chị đi về xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đối diện sau này là bên này là khu dân cư hết nha quý anh chị ha. Người ta xây nhà đối diện qua mình nha quý anh chị. Rất là đẹp luôn quý anh chị ha. Thì đường xá là cực kỳ thông thoáng luôn, đường nhựa vỉa hè hết luôn nha quý anh chị. Đây. Thì đất mình là đã có móc giới hết rồi quý anh chị ha. Đất mình là không có bị quy hoạch gì hết nha quý anh chị. Quy hoạch hết đất ở hết quý anh chị. Hướng này là hướng đông quý anh chị ha. Thì bây giờ em sẽ quay ra tính lộ 4B. Quay ra chợ Ngãi cho quý anh chị xem ha. Đất mình đây nha quý anh chị. Bữa đầu sau là cũng khu dân cư, phía sau là cái đám ruộng lúa nha quý anh chị ha. Cực kỳ mát mẻ nha quý anh chị. Đây, hướng này là anh chị ra cái vòng xoay đường 36 m đi khoảng độ tầm 300 m thôi quý anh chị ha. Đi hướng này nha quý anh chị. Còn hướng này là anh chị ra chợ nè, ra quốc lộ 15 nha. Còn hướng này là anh chị đi về hướng lộ 4 về ngã ba chợ Bến nha quý anh chị. Nói chung là vị trí này là trung tâm rồi, kinh doanh buôn bán cũng được quý anh chị ha, tại vì đường thông, đường này là đường nhựa thông từ Tam Phước đi về An Ngãi nha quý anh chị. Dân cư san sát hết luôn quý anh chị ha. Bên này người ta làm nhà quá trời luôn. Thích hợp làm nhà vườn nghỉ dưỡng, đầu tư sinh lời thoải mái quý vị ha. Ở đây là điện nước nhà nước luôn nha quý vị. Đường này là đường đèn đường chiếu sáng luôn ha, tối là sáng rực luôn nha quý vị. Anh chị an tâm ha. Hai bên đường dân cư kính luôn. Trước mặt là quốc lộ 15 rồi nha quý anh chị. Thì anh chị quẹo trái là đi về thành phố Bà Rịa, đi khoảng độ tầm 6 km ha. 4 km nha quý anh chị. Còn quẹo phải là về đất đỏ và tô xương mọc của Trà Mau Cốc ha. Đường này đường quốc lộ 15 này. Đây là sau lưng y tế này, là sau cái trung tâm y tế là chợ rồi quý anh chị ha. Rất chi là gần luôn. Ở bên này là có Bách Hóa Xanh nè. Bách Hóa Xanh chợ ở đây nha quý anh chị. Mua đồ tiện lợi ha. Giá chỉ có là 1,3 tỷ thôi nha quý anh chị, quá rẻ ha. Thì anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ cho em quý anh chị ha. Hiện tại chủ cần bán với giá là 1,350 tỷ còn thương lượng nha quý anh chị. Thì anh chị quan tâm thì liên hệ cho em nha. Đây là cái sau quy hoạch thì đất mình là phủ hồng. Tổng diện tích là 141 m², ngang năm sâu 28 nha quý anh chị, chứ không phải là sau 30 quý anh chị ha. Là cái sổ nè. Thì đất mình là đã có 80 mét thổ cư rồi quý anh chị ha. Anh chị quan tâm thì liên hệ cho em nha. Thuộc xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha quý anh chị. Đất này là quá đẹp luôn quý anh chị ha. Đây, thửa đất số là 567 tượng đồ số 23, xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Diện tích 141,3 m², sử dụng riêng 80 đất ở, còn lại cây lâu năm là 61,3 quý anh chị ha. Để em quay sơ cái vị trí cho quý anh chị xem ha. Thì cái này là sổ hồng riêng rồi, sang tên công chứng một nốt nhạc cho quý anh chị.
Vị trí chấm đỏ là vị trí của mình nha quý anh chị. Đó, đường này là đường số 19 này. Đó, kết nối với đường An Phước Hắc Lăng quý anh chị ha. Tại cái vòng xoay đường tỉnh lộ 4B này, cách mình khoảng độ tầm chưa tới 300 m thôi quý anh chị. Khoảng độ tầm 200 m ha. Đó, là tới cái vòng xoay lớn này quý anh chị. Đó, gọi là vùng Bình Cống Hòa 6 đây ha. Mình ngay đây nha quý anh chị, thì đường anh chị thấy là đường thông kết nối này từ Tam Phước ha, song song với cái đường 4B này. Đó, lên An Ngãi nha quý anh chị. À, lên Ngãi đây. À, đây là chợ Ngãi đây nè, thì em quay lại quý anh chị thấy không? À, rồi từ đây anh chị đi biển ha, đi biển Long Hải đi khoảng độ 8 đến 10 km. À, là tới biển Long Hải đây nha quý anh chị. À, là chỉ là gần quý anh chị ha. À, rồi cách biển Phước Hải cũng khoảng độ tầm 10 15 đến 17 km, khoảng độ tầm 15 km thôi ha. À, là tới biển Phước Hải nha quý anh chị. À. Đó. Còn cách thị trấn Long Điền thì khoảng độ tầm 1 km là tới thị trấn Long Điền rồi quý anh chị ha. Đó. Hơn 1 km là tới rồi những quý anh chị. Đó. Trung tâm hành chính huyện rồi các thứ ha. Rồi từ đây anh chị lên thành phố Bà Rịa đi khoảng độ tầm 4 km là đến nha quý anh chị. Đó. Rất chi là gần luôn ha. Đó. Mình là khu dân cư đông đúc này. Đó. Rồi anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ cho em nha. Số điện thoại là 0916732748 nha quý anh chị. Sáng nay em cũng xin giới thiệu thêm là anh chị nào mà có đất hoặc nhà cần bán thì liên hệ em ra bán phụ ha. À.